Em Minh xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với kênh xe đạp giá xỉ. Em quay cho mọi người cái mẫu MyPalat M260. Thì mẫu này là mẫu xe gấp mà xuất đi thị trường của Nhật. Thì khung này là khung thép và bộ chuyển động là Shimano. Thì nó là cái dòng cổ điển, đúng là xuất cho thị trường Nhật luôn đấy mọi người. Giá mình bán thì 5 triệu là có hai màu với mọi người nhé, màu trắng và màu nho champagne. Thì nó có hai màu, thì em quay qua cho mọi người xem là nó có những cái gì nhé. Khung sắt thôi chứ không phải khung nhôm, nhưng mà nó sẽ có là cái đèn này này rồi chạy bằng cái cục motor quay này, phát ra điện buổi tối đi là nó sáng luôn đấy. Rồi cái thắng của nó thì được cái là thắng nhôm, thắng UV. Xe thì cực kỳ là đẹp và chất lượng mọi người, chắc chắn lắm. Hàng mới tinh nhé mọi người nhé, chứ không phải là hàng bãi đâu. Giá thì em mình bán là 5 triệu. Rồi sử dụng là líp của nó cũng líp Shimano luôn. Rồi cùi đè líp là Shimano, con này chỉ có một đĩa. Và hình như là 6 líp. 6 lít mọi người ạ. 246 xe gấp thì nó dùng là 6 lít thôi. Thắng sau của nó là thắng bố, rồi thắng trước của nó là thắng V. Rồi nó có cả cái khóa này, khóa theo cái dàn cổ điển của nó này mọi người này. Toàn bộ của nó đồ là đồ sắt xi mạ hết. Giò dĩa các thứ cũng sắt hết, cả cái xe này nó là sắt mà. Thì đây là cái bộ đồ nghề kèm theo xe, rồi cái sách hướng dẫn catalog của nó là đều là in chữ Nhật hết nhé mọi người nhé. Yên của nó đây to êm, yên to và êm. Nó có cái giảm sóc ngồi đằng sau đây, yên bọc da. Tay đè của nó là 6 số, cũng là tay đè Shimano Revoship luôn. Thị trường bán chiếc này 5,6 triệu, 5,9 triệu gì đấy. Em mình bán chỉ có 5 triệu thôi. Bao ship toàn quốc rồi mọi người. MyPalat. Chiếc này là đúng cái chiếc màu của Hồ Ngọc Hà đi đây. Trong ảnh, trong mấy cái video quảng cáo là Hồ Ngọc Hà đi chiếc này. Xe rất đẹp nhé mọi người nhé. Cực kỳ là chắc chắn. Mua cái dòng này về thì bền lắm. Đi thì không biết đến bao giờ mới hỏng được. Cái van của nó là vẫn là cái van van đời cực kỳ là cũ, cực kỳ là cổ luôn này. Chứ không phải là van hạt gạo hay là van cối xe máy đâu. Van này đúng van bơm xe đạp của hàng những cái hàng bãi Nhật từ ngày xưa. Xe rất là đẹp nha mọi người nhé. Mọi người mua thì liên hệ số điện thoại của em 0706198999. Em Minh. Mẫu model M260 này. M260. Hoặc mọi người ghé 98/10 cống Lở Tân Bình, Hồ Chí Minh nha mọi người nhé. Giá em mình bán có chỉ có 5 triệu thôi. Em cảm ơn mọi người.